Người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Tài Tuệ, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, ghi dấu ấn trong lòng khán giả như là Tiếng hát giữa rừng Bác Bó, Xa khơi đã qua đời vào sáng nay tại Hà Nội. Sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với các đồng nghiệp, các nghệ sĩ và những trái tim yêu âm nhạc nước nhà. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết không nhiều ca khúc, nhưng mỗi tác phẩm ông sáng tác đều là những khúc ca đi cùng năm tháng, nhận được sự đón nhận, yêu thương của giới chuyên môn cùng công chúng bao thế hệ. Tiêu biểu phải kể đến như Tiếng hát giữa rừng Bác Bó, Xa khơi hay Mơ quê. Nguyễn Tài Tuệ có hai cái điểm kết hợp với nhau, tức là dân gian và hiện đại. Chính vì thế mà nhạc cũng sống mãi. Hiện đại thì cũng không sống, nhưng mà dân gian và hiện đại. Ông phát triển dân ca nùng, phát triển dân ca này, dân ca kia. Nhưng mà bên cạnh đó lại đưa cái hiện đại vào. Trên cái âm nhạc của ông sống và nó trong sáng và nó rất đẹp. Tôi dùng từ đẹp, tức là không phải nhạc sĩ nào cũng làm được những Nguyễn Tài Tuệ. Viết không nhiều bởi ở mỗi tác phẩm đó là sự lao động tận tâm, cần mẫn, trau chuốt ở từng nốt nhạc. Ông không bao giờ hài lòng ngay với các tác phẩm của mình, mà qua nhiều năm vẫn luôn chỉnh sửa, hoàn chỉnh tác phẩm. Đây là nét tính cách đặc biệt khiến ông luôn được những bạn đồng nghiệp trân quý, tôn trọng. Ông không chỉ trăn trở về từ, ca từ hoặc nốt nhạc hoặc là một âm thanh gì đó hoặc một luyến láy gì đó hoặc một nửa nốt nhạc hoặc một phần tư nốt nhạc, mà ông luôn luôn trăn trở cả về hình tượng âm nhạc, cả hình ảnh âm nhạc, cả thanh âm âm nhạc. Một cái con người mà tôi nghĩ rằng là xưa nay hiếm, không biết bao giờ thì sẽ có những cái tháng ngày mình có được một người thầy vĩ đại như vậy để mà mình học. Ca khúc ông sáng tác nhân dịp Đảng ta tròn 90 năm, Đóa hoa sen thắm tiếp tục được công chúng hôm nay đón nhận. Cả cuộc đời viết nhạc của mình, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã dành trọn những tinh hoa, sự tận tâm hướng về Đảng, về đất nước, về dân tộc. Ông sẽ mãi là tấm gương cho các thế hệ mai sau về phẩm cách cao quý của một người nghệ sĩ của nhân dân.